Em Quỳnh Trúc xin kính chào tất cả cô chú anh chị em đã đến với kênh của em. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696, gặp em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp, và đó cũng là số Zalo của em luôn. Rồi, để đầu tiên hôm nay em xin lên một cái cặp bình gốm lá thiêu rất là độc luôn. Cô chú anh chị em mình hãy, nếu mà thích á thì hãy sưu tầm nha. Rồi, cái này hai cái bình này là nó vô một cặp ha. Đây là vẽ là lưỡng long chanh châu. À, hàng gốm lá thiêu xưa. Đồ này đặc biệt một cái nữa là nó cao tới 55 cm, vòng bụng rất là lớn luôn. Cái bình nó đẹp là nhờ cái bụng á, cái bụng bự á. Rồi, cái phía sau này là cái minh văn hiệu lò của hai cái bình này. Và đồ này là em bao đồ chuẩn gốm lá thiêu xưa, cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm chơi. Bây giờ mà kiếm một cái bình như thế này mà lành lặn thôi cũng khá là khó rồi, chứ đừng nói chỉ là một cặp ha. Cho nên là cô chú anh chị mình nếu mà ai yêu thích thì hãy nhanh tay giùm em nha. Tư duy nhanh để mà mình có thể sở hữu được một cái cặp bình gốm lá thiêu rất là đẹp và độc như thế này. Cao là 55 cm, bụng của nó là 88 và cái miệng là 24 cm. Đặc biệt nữa là hai cái bình này nó lành. Đây còn là con vịnh tiếp mẹ, để lật bật nó rớt bể. Vịnh một cái bình để mẹ coi. Đây, ở trên vành miệng của cái bình này nó có một cái một hai điểm vết thời gian, nhưng mà nó không có phải là bị tóc nha, không phải bị tóc, là cái men của nó bị ảnh hưởng cho thời gian vậy thôi. Đây là cốt phía dưới đây. Đồ này là em bao đồ chuẩn cho mình chơi nha, gốm lá thiêu xưa. Và tình trạng là lành. Rồi con dính cái bình này. Rồi cái bình bên đây, cái vành miệng của nó như thế này ha. Vành miệng nó như thế này. Đây là cốt phía dưới đây. Đó, rất là nặng nha. Nhưng mà được có cái là gì? Nó vô một cặp rất là độc luôn. Bây giờ em bao cho cô chú anh chị em mình, một năm nữa chưa chắc gì có được một cái cặp bình như thế này để mà mình chơi. Chưa chắc gì có một cái bình như thế này để mình chơi, chứ đừng nói chi một cặp như thế này ha. Rồi, em xin bán cái cặp bình này với giá là 20 triệu, 20 triệu nha, cho cặp bình gốm lá thiêu vẽ là lưỡng long chanh châu ha, hàng gốm lá thiêu rất là đẹp luôn và toàn bộ của nó là lành. Rồi, tiếp theo là em xin lên một cái lục giác tàu. Đây là một cái lục giác tàu chuẩn cổ. Rồi, đây là một cái lục giác gốm tàu chuẩn cổ nha. Đem em quay sơ qua một vòng cho cô chú cha mình xem những cái nét vẽ ở trên cái lục giác này rất là phiêu luôn. Đó, vẽ là tứ dân nha, vẽ sơn thủy tứ dân. Đó, lục giác nha. Vẽ người cái người rất là có thần. Đây, vẽ cái con người rất là có thần thái luôn. Này ha, chứ không có phải là nguệch ngoạc dân á, vẽ rất là tơ tóc và lại là rất là phiêu luôn. Thứ hai nữa là cái dáng của cái bình này, cái dáng của cái bình này là cái dáng vai ngang rất là đỉnh đạt, rất là đẹp. Và cái con lân ở trên này là con lân lớn. Đây là loại lân lớn nha, nó nhô ra nè. Cô chú cha mình thấy là thường thường á, cái lục giác á có một vài cái á, con lân nó rất là nhỏ, nó không có được lớn và nhô ra như thế này. Đó. Đây là phía sau vẽ hai bài phú nha, viết hai bài phú rất là đẹp, chữ viết rất là đẹp nha. Đây là cốt phía dưới nè. Đồ này em bao đồ chuẩn cổ cho cô chú anh chị em mình chơi. Tình trạng của cái bình này, cái lục giác này, ở đây nó có hai đường răng men do già đồ, hai đường răng men do già đồ. Đây ha, như thế này. Ở trên mấy cái điểm trên góc này á, nó có bị xước hoặc là bị mẻ cái men chút đỉnh, rồi người ta có làm lại mấy cái góc nè. Đem chỉ nha, đây cái góc nè, góc xíu chỗ này ta có làm lại nè. Rồi cái gốc ở đây nó bị xước mang chút, người ta cũng có làm lại cho mình. Nhưng mà từ khá là đẹp luôn, rất là đẹp và tốt luôn, không có vấn đề gì. Và chỉ cần là mình mua về là mình chơi thôi. Nè, nhìn rất là đẹp luôn nha. Rồi cái lục giác này nó cao lên là 35, cao là 35, bụng là 48, miệng là 12. Em bán cái lục giác tàu chuẩn cổ này với giá là 7 triệu rưỡi, 7 triệu rưỡi cho cái lục giác này nha. Rất là đẹp luôn, tình trạng lành khá là tốt. Rồi lấy bộ lư lên. Rồi tiếp theo em xin lên một cái bộ lư nha. Nguyên cái bộ lư này nó nặng là tầm khoảng 20 kg. Ê ê, để ngay lại, ngay lại. Rồi, nguyên cái bộ lư và hai chân đèn nặng là 20 kg. Để bên đây nè con, đây nè con. Rồi, đồ này là em bao đồ chuẩn cổ. Cái bộ lư này em bao đồ chuẩn cổ cho cô chú anh chị em mình chơi. Đồ lư chuẩn cổ, đặc biệt là cái hàng này em có thể nói là
có thể là cái hàng độc bản luôn, tại vì á rất là lớn, cái bộ lư này rất là lớn luôn. Đây, em đưa cái chân đạn cho cô chú anh chị em mình coi thử nha. Đó, đây, đồ này em bao đồ chuẩn cổ trên 100 năm, đặc biệt rất là lớn nha. Cái này nó cao là 45 cho cái chân đàn này, nhưng mà rất là nặng và lớn. Tình trạng của nó là lành hết, không có vấn đề gì nha. Đó. Rồi tiếp theo là cái ông Lân ở đây. Ây da, đây, ông Lân của chú cha mình xem nha, rất là lớn luôn, rất là lớn và nặng. Đó, cái sừng dài thòn lòn luôn. Đây là hoa mai, bộ lư trái đào ha, đây là bộ lư trái đào cổ. Đây là hai trái đào hai bên. Đây ha, bây giờ mẹ ơi, rớt trái đào. Đó, do nó nặng quá cho nên là em chỉ quay sơ sơ thôi ha. Con lấy cái đế lên cho mẹ coi. Không phải, con quay ngược rồi. Ờ, cái đó đó, cái đó đó. Rồi đây, đây là cái chân đế phía dưới nè. Ở đây là người ta chạm khắc cái con phụng, chạm khắc con phụng nha. Đó, đó, rất là đẹp nha. Rồi, đồ này là em bao đồ chuẩn cổ. Dở cái dở lên, mẹ để này lên coi. Cô chú anh chị em nếu mà ai yêu thích á, có thể liên hệ với em qua Zalo. Em sẽ chụp hình chi tiết gửi cho cô chú anh chị em mình xem kỹ hơn. Do là cái này nó hơi tương đối nặng và thời gian nó cũng ít cho nên là em chỉ quay sơ sơ thôi ha. Rồi, cái bộ lư trái đào chuẩn cổ nặng 20kg. Mệt. Em bán với giá là 12 triệu nha, 12 triệu cho cái bộ lư này. 12 triệu toàn bộ là lành hết trơn luôn nha. Đặc biệt là ở trên cái thân của nó có chữ Phúc Lộc Thọ nữa. Có 3 chữ Phúc Lộc Thọ trên thân nha. Rồi, tiếp theo. Em có 10 cái dĩa thạch trúc tàu chuẩn cổ nha. Nè, cái dĩa này lành. 10 dĩa tàu thạch trúc chuẩn cổ. Ở đây nó bị khờn một tí xíu ở dưới cái đế. Ở đây nó bị tóc hai đường. Cái dĩa này thì nó lành do nó rạn thời gian ở đây thôi, chứ không phải là tóc. Cái dĩa này ở đây nó có tóc một đường. Cái dĩa này thì nó bị mẻ ở trên vành như hạt đậu vậy đó. Rồi cái dĩa này thì nó bị tóc mờ ở đây hai đường. Và phía sau này nó lát một chút xíu ở đây. Rồi cái dĩa này nó lành. Tiếp theo cái dĩa này nó lành. Và cái dĩa này nó lành luôn. À, vậy là tình trạng của nó cũng khá là tốt ha. Cũng tương đối là lành do là đồ cổ mà, cho nên nó có một chút xíu chút đỉnh thời gian nha. Đường kính là 14 cm. 10 cái này em xin bán với giá là 1 triệu mốt. 1 triệu mốt cho 10 cái dĩa tàu hoặc trúc chuẩn cổ nha. Rồi tiếp theo là em có một cái ống đũa gốm lái thiêu. Gốm lái thiêu màu, đặc biệt là vẽ con bướm ở đây rất là độc luôn. Rất là to lớn luôn. Ống bút mà hình con bướm lớn thế này bây giờ cũng ít rồi ha. Đây, màu sắc này kia người ta làm hài hòa rất là đẹp. Đó. Và ở trên này cái men nè, ở trên này là ở trên này người ta đắp nổi cái hoa và người ta vẽ hoa rất là đẹp đây. Tình trạng của cái ống đũa này thì ở đây nó có bị xước một chút xíu men ở chỗ này thôi. Không có vấn đề gì đâu, nó không có ảnh hưởng đến cái vẻ đẹp của cái ống bút này đâu. Đó. Có được cái con bướm như thế này là đã ăn tiền rồi đó. Rồi cái ống bút này nó dài 22, em bán cái này với giá là 1 triệu 8 nha. Rồi tiếp theo là em xin có 10 cái muỗng, 10 cái muỗng tàu cổ lầu. 10 cái muỗng tàu cổ lầu ở đây là vẽ người nè. Và ở đây là cái cổ lầu rất là đẹp đây. Đó, mọc ở phía sau. Đồ này em bao đồ chuẩn cho cô cứu chú anh chị em mình chơi. Đó, ở đây là có bị nảy hạt đậu chút xíu. Nảy như cái hạt đậu chút xíu thôi. Để lên bàn đó con. Rồi cái này nó lành. Rồi cái muỗng tiếp theo này nó lành. Cái muỗng này nó cũng lành luôn. Rồi cái này thì nó bị xước một chút xíu ở đây nè. Nè, chút đỉnh thôi. Rồi cái tiếp theo là cái này nó bị mẻ ở đây một chút. Xước ở trên cái vành đây một chút xíu. Và nó bị tóc ở đây một chút ở đây. Rồi tiếp theo, cái này nó bị lỗi lọ ở đây một chút xíu, siêu như hạt mè vậy đó. Rồi cái này lành. Cái này lành luôn. Đường kính dài là 15cm nha. Em bán 10 cái muỗng này với giá là 1 triệu 7. 1 triệu 7 cho 10 cái muỗng tàu cổ lầu nha.
muỗng này loại muỗng lớn rất là đẹp. Rồi, tiếp theo, dẹp đi con. Em có đây là một cái ấm Nhật. Đây là một cái ấm Nhật Gia Huy Mai Cày Thọ. Tình trạng của cái này là nó bị lai nắp. Lai nắp ở đây. Và cái vòng bụng của nó có thẹo nha. Chắc là bị giang hồ chém hay gì rồi. Rồi, bị tóc ở đây. Từ đây, tóc qua đây. Tóc ở đây. Tóc theo cái vành bụng nè. Tóc theo cái bụng nè nha. Ở đây thì bị tóc mờ ở đây. Tóc mờ ở đây một đường. Đó. Đây là mọc ở phía dưới nè. Cái ấm Nhật này là ấm Nhật Gia Huy Mai Cày Thọ. Tình trạng là có tóc. Và cái loại này là loại mỏng và thấu quang. Ở trên cái vòi này của nó cũng bị mẻ và tóc nữa nè. Ngay cái chỗ bị mẻ này nó tóc xuống đây một đường. Rồi cái ấm này em bán với giá là 700 thôi. 700 ngàn cho cái ấm này nha. Lai nắp và có tóc. Mình mua về mình chân đề co thôi ha. Đó. Rồi tiếp theo là em có bốn cái dĩa Nhật xưa. Dĩa Nhật này là dĩa Nhật xưa ở trong nhà dân mua được có bốn cái nha. Tình trạng là ở đây nó có bị xước cái đây, xước cái men ở đây và mẻ chút xíu trên vành. Ở đây nó có bị tóc một đường. Nhưng mà được có cái là hai chữ nội phủ cái mộc hiệu lò nha. Đồ này đồ chuẩn của người xưa của mình đó. Rồi, ở đây là bị xước một chút xíu men ở đây. Đây cũng hai chữ nội phủ nha. Rồi, cái này thì nó bị lát xước men ở đây một chút. Do trong cái quá trình người ta sử dụng đó, người dân người ta sử dụng người ta úp xuống vậy nè. Nó cọ với nhau cho nên là nó bị lát ở trong cái vành trong này không luôn, uổng quá. Rồi, cái này dĩa này thì nó lành nha. Cũng hai chữ nội phủ ở dưới mộc nè. Đường kính là 14 cm nha. Em bán bốn cái này với giá là 650. Vẽ hoa mẫu đơn ở phía trong này quá trời là đỉnh luôn nè. Vẽ hoa mẫu đơn và trên này là vẽ cuốn thư. Ở trên này, ở trên hai bên vành này là vẽ cuốn thư. Ở phía trong là vẽ hoa mẫu đơn. Nè, mộc hiệu lò là nội phủ hai chữ. Rồi, 650 cho bốn cái này nha. Con để trên này nè, dẹp đi con. Đem lên, đem đồ lên. Đem đồ lên đấy đây nè con. Cái mẹ nói. Rồi, tiếp theo em có ba cái dĩa năm. Ba cái dĩa năm 1965. Cái dĩa này nó bị nảy hạt đậu tí xíu ở đây. Rồi, cái dĩa tiếp theo nó bị nảy ở đây một chút xíu, lắc sức cái vành đây. À, bị tóc ở đây một đường nhờ, mờ nữa nè. Rồi cái dĩa này. Dĩa này thì nó bị lát xước ở đây một chút ở đây, có thẹo đen chút ở đây. Đường kính là 19 cm, ba cái này em bán với giá là 750 nha. 750 cho ba cái dĩa năm 1965. Đường kính là 19. Rồi em có hai cái dĩa Nhật nha. Hai cái dĩa Nhật đường kính mini. Loại này loại mini nha, ít gặp. Đường kính là có 12.5 cm thôi. Là loại này nha, dĩa Nhật xưa. Em bán hai cái này với giá là 300 ngàn cho hai cái dĩa này, đường kính 12.5. Rồi em có tiếp theo là năm cái dĩa hoa gốm lá thiêu bướm hoa. Đây là con bướm cho bá lửa nè. Đó, bông hoa này, cái mẫu này mẫu ít gặp nha. Mẫu này ít gặp và già đồ, rất là xưa rồi, đồ này khoảng tầm 80 năm nha. Đường kính là 19 cm. Năm cái này nó được con cái là nó lành nha. Đó, người ta chắc là ta cất giữ cẩn thận cho nên là nó mới còn được lành đẹp vậy nè. Đó, phía sau có mọc hiệu lò nữa nè. Đó, 2, 4, 5 cái này em xin bán với giá là em bán với giá là nhiêu đây? Ok, này là 500 nè, 1 triệu nè, 1,2 triệu. Rồi em bán năm cái này với giá là 1,2 triệu. Em bán 1,2 triệu cho năm cái này nha. Dẹp đi con. Rồi em có hai cái dĩa Pháp nha. Hai cái dĩa men Pháp. Gốm của nó rất là nhẹ. Gốm nó rất là nhẹ nha. Đồ Pháp xưa á. Đây nè. Cái phía trong là có hoa văn như thế này nha. Ở đây một cái đường này có thể là rạn men. Rồi cái đường này nó rạn men ha. Nó rạn men ở đây. Nè, nó rạn men chút đỉnh thôi. Mình gờ nó không có được, không có cái mà tóc nha, không có bị tóc nha, chỉ bị rạn men thôi. Và phía sau này có mọc nè, phía sau có mọc ở phía sau. Đây là cái dĩa hoa văn ở phía trên như thế này. Và phía sau có mọc nè. Cái dĩa bên đây á thì nó bị răng men ở đây. Răng men ở đây một đường.
xuyên cốt nhưng mà ít lắm, do là nó già đầu nó rạn men á. Rồi đường kính là 22.5, em bán hai cái dĩa men Pháp này với giá là 400.000, 400.000 cho cặp dĩa này nha. Rồi giúp em có hai cái đèn chân cao nha, hai cái đèn dầu nam bộ chân cao, lành và cháy tốt, về mình châm dầu vô là mình có thể đốt cháy. Ở phía dưới này có hoa văn đồng hai cái đồng tiền nha, tim họng hoạt động tốt luôn. Nè em dặn lên dặn xuống của chú anh chị em mình thấy không, tim họng hoạt động tốt nha, bóng đèn này kia thì nó xài tốt luôn, bóng đèn lành lặn luôn. Ở đây thì nó có đóng chữ HS đây, hai chữ. Cái đèn này đèn chân cao nha, từ đây xuống đây là nó có một cái ngấn khúc như thế này nữa nè, đó là gọi là đèn chân cao nha. Cặp này em bán với giá là 800.000 nha, cao lên tới ống khói luôn là 36. Đó, 800.000 cho cặp này. Rồi dẹp đi con, đem đồ lên, em đồ lên đây nè. Rồi tiếp theo em có 10 con dĩa con gà gốm lá thiêu xưa, nhưng mà được con cái là con gà này, 10 dĩa con gà này nó có một vài con là lai ở bên châu Phi về nha, nó đen như thế này nè, nhưng mà rất là độc nha, không có phải dễ kiếm mấy con gà châu Phi như thế này đâu. Dáng rất là cao gáo nha, dáng rất là cao gáo, tình trạng là lành, đường kính là 20 cm nha. 10 cái dĩa này nó có hai cái này đó, đây là hai con gà rất là to lớn và cây bông nè, quá trời đẹp luôn nha. Đó, 10 dĩa gà này em lựa nha, em lựa tuyển. Đây là dĩa con gà châu Phi đây, nó lai bên châu Phi, lai giống bên châu Phi về hay gì á. Đó, rất là đẹp nha, con gà với cây bông. Rồi 10 cái dĩa này em bán với giá là 600.000, 600.000 và em sẽ không có bao ship nha. Rồi tiếp theo em có dĩa lá thiêu, mà dĩa này là dĩa sọc vàng. Đó, dĩa sọc vàng gốm lá thiêu xưa nha, đường kính là 11 cm. Đây 10 cái lành tích nha, gạn nguyên hết trơn luôn. Đồ này em bao đồ xưa chứ không phải đồ mới bây giờ, đồ xưa hết nha. Gốm gốm xưa nó nhìn vô là biết liền à. Rồi đây là dĩa nha, đặc biệt mấy cái dĩa này là nó có mẫu bướm hoa nè, nó độc ở chỗ là có con bướm với bông hoa ở đây, thường thường là không có đâu. Ở đây nó chỉ có được có 6 cái là mẫu bướm hoa thôi, còn 4 cái kia là mẫu trơn nha. Đây bướm hoa nè, tình trạng là lành nha, đường kính là 19 cm. Đây là bướm hoa luôn nè, còn đây là 4 cái còn lại thì cái mẫu nó trơn như thế này, nó không được con bướm và cây hoa nha. Đó, rồi 10 dĩa này, 10 dĩa này và 10 chén này em bán với giá là 900.000 nha. Rồi xuống đi con. Rồi tiếp theo là em có 10 dĩa và 10 chén hoa rau dừa. Đây là hoa rau dừa nha. Đó, hoa rau dừa màu xanh rất là có duyên và điểm vàng ha, điểm vàng. Tình trạng là lành nha, đường kính miệng là 11.5 cm, gần 12 cm. Cái này 12 cm nha. Đây, nó có một mẫu một như thế này đó. Rồi đây là dĩa hoa rau dừa, 10 cái, đường kính là 19 cm và lành. 10 cái dĩa này và 10 cái chén này em bán với giá là 900.000 nha. Dĩa hoa rau dừa nó rất là đẹp, nó có duyên đẹp lắm ha. Nè xuống đi con. Rồi tiếp theo em có 10 cái tô chiếc yêu. Em xuống đi con, đem mũi này xuống trước, đem mũi cái chén xuống trước. 10 cái tô chiếc yêu gốm lá thiêu xưa nha. Đây tô chiếc yêu gốm lá thiêu. Nó tình trạng của 10 cái tô này nó lành, đường kính là 15 cm nha. Em bán 10 cái này với giá là 700.000 cho 10 cái tô chiếc yêu gốm lá thiêu này ha. Loại này loại lành, đồ này nó tầm khoảng 6-70 năm. Rồi xuống đi con, 10 cái tô này, 10 cái dĩa này sao con không xuống. Con đem mấy cái chén sọc lên cho mẹ. Rồi tiếp theo em xin có một cái bù lệch đây. Đây là một cái bù lệch gốm lá thiêu xưa nha, vẽ sơn thủy rất là đẹp ha, được con cái là bụng bự, bụng bự chà bá lửa, và tình trạng nó lành khá là tốt, khoảng 98%. Ở đây cái đế của nó dưới này nó mẻ chút xíu dưới đế này, và trên vành miệng thì nó bị lát cái men ở ngoài thôi, không đáng kể gì mấy ha, lát cái men ở ngoài thôi. Nhưng mà được con cái là cái bù lệch bây giờ rất là ít gặp, rất là khó gặp nha. Đây là cái dĩa bù lệch nó, cái dĩa bù lệch là gốm lá thiêu luôn nha, tình trạng là lành và đẹp.
Đường kính của cái dĩa này là 15 cm. Cái bù lạch này nó cao 28. Em bán cái bù lạch này với giá là 3 triệu nha. 3 triệu cho cái bù lạch này nha. Đẹp nha. Đẹp. Bây giờ ít kiếm bù lạch lắm. Rồi hôm nay em xin lên một vài món vậy thôi ha. Cảm ơn cô chú anh chị em đã dành thời gian xem clip của em. Và hãy đăng ký kênh của em để theo dõi ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều.